Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chào chị. Dạ, mảnh À, ghép yêu thương thôi chào chị. chị cũng chào Minh Hoàng nha. Dạ, chị Rồi chào chương trình chào quý vị chào khán cộng giả. đồng mạng, chào quý vị khán giả, chào Minh Hoàng, chương trình Minh Hoàng. Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Thúy, hiện đang ở tỉnh Bình Thuận. Nguyễn Thị Bích Thúy, chị Thúy năm nay nhiêu tuổi chị? 63. Chị sinh năm 1963, năm nay chị Thúy 61 tuổi ha. Có sinh năm 61 nhưng 61 là 63 tuổi. Rồi chị Thúy nè, chị có đồng ý cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của chị đăng lên không gian mạng không? đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân chị Thúy yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được Rồi, đồng ý. ha. Chị Thúy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của chị. Rồi tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lời nói của tôi. Hiện nay hôn nhân của chị Thúy như thế nào chị? Anh bé số đó, có gửi hình qua cho Minh Hoàng thấy không? Ý em hỏi hôn nhân của chị hiện nay như thế nào? Hôn nhân thì nói chung là ô ly dị rồi, ly dị ông ấy rồi, nhưng mà lấy ông này không có con cái gì hết. Và mình cảm thấy sống với ông mà ông có bệnh, một tay mình lo nuôi ông hết mà mình bệnh ông không có quan tâm gì tới hết, cho nên thấy mấy lần vậy rồi, ba lần vậy rồi, cho nên thấy nghĩ vậy thôi, cũng cảm thấy không sống được, cho nên chị viết đơn lên tòa rồi gửi lên tòa, tòa cũng xử rồi đó, giấy gửi qua đó. Chị thấy nè, hiện nay ở Bình Thuận là chị đang sống ở trong nhà chị hay là nhà của ai? Già của chị á, già này đó đang ngồi đây là già của Chia tay anh với chị được mấy người con? không có đứa nào, ý là nói chung là cũng chấp nối thôi, nhưng mà ông có kết hôn biết không? Cái anh trước á thì Chết mất rồi. Trước là có có năm chưa năm cháu mà rồi ông cũng bỏ chị, ông theo giờ bé mấy chục năm rồi, ông chết trên Lâm Đồng, ở với vợ bé chết trên Lâm Đồng, nhưng mà chị cũng vẫn cho con cái nó lên trên đó, nó cũng đưa đưa đám ông á. các con của chị chắc cũng lớn hết rồi chị Thúy ha. Lớn hết rồi, Út về cũng lấy chồng có một đứa con rồi, nói chung là có gia đình hết sạch hết rồi đó. Hiện nay chị ở trong nhà này với ai? Ở với đứa con gái nó có chồng mà chồng nó bỏ rồi, nó về đây nó ở với Sao số của con chị cũng lần đầu giúp chị hả? Chị Thúy là chị cao bao nhiêu? 1m53, Cân nặng. nặng 48 kg. Chị nói hiện nay là chị đang mở đại lý vé số nhỏ hả? Con bán mà đúng rồi đó, anh ngay cái ngã tư ở gần già đây. Chị thấy là chị có cái điểm mạnh gì? Chị hả? Chị thì dễ lắm, sao cũng được hết, Cái điểm mạnh của chị á, cũng có chẳng chỗ điểm nào là mạnh hết, nó cũng bình bình vậy. Chị rất dễ, sao cũng được. điểm yếu Yếu của chị không có cái gì yếu hết, nói mạnh chuyện không có làm bình mà bình. mạnh Nói không chung có yếu là không có có luôn. gì
bình thường hết, cái sao chị cũng sống được, nói chung ai sao chị sống này nhìn đấy à, được hết á. Nhưng mà yêu cầu giống như chị muốn lên Minh Hoàng kết nối cho chị là muốn kiếm một người để giờ khi đau ốm chị có cần chừng đó thôi, giàu nghèo chị không cần, ai già cấp 4 được, về già chị ở cũng được, về già bên đó ở cũng được. À, Chị ý cũng hôm có nay việc là không chị? hôm nay chị Đó. Thí gọi đến chương trình là nhờ chương trình tìm cho chị Thí nữa mảnh ghép không cần giàu nghèo, miễn Đúng biết rồi. thương yêu chị, miễn biết thương yêu chị là được. Ok, đúng rồi. Rồi giờ hôm nay chị có cái tiêu chí gì chị cần nữa mảnh ghép chị đưa ra đi. Thì chị yêu cầu người đó là thật thà, đừng có cờ bạc, biết thương yêu. Ví dụ mình giờ mà kết nối nhau thì vợ chồng nhau thì biết lo nhau, những khi đau ốm được, còn nghèo giàu là chị không cần vấn đề, biết không? Có cái gì ăn cái đó, vợ chồng giờ ai còn mạnh khỏe thì cứ đi làm, có tiền thì vợ chồng sống với nhau là hạnh phúc rồi. Chị cầu mong chuyện thôi. Dù giờ anh nào cũng được, nhưng bởi vì bây giờ theo dõi nhiều lắm á, nhưng mà không thấy thấy ai cũng đòi hỏi là số tuổi toàn là năm mấy bốn mấy không, cho nên chị không có kết nối, không có điện cho Minh Hoàng nữa chứ. Rồi thấy cái anh kia nói là cần người 65 tuổi đủ bằng tuổi anh hoặc 63 gì cũng được, cho nên chị mới 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 điện cho Minh Hoàng đó. Hôm nay chị Thúy muốn bày tỏ bản thân hay chị muốn nêu tên của cái anh mà chị làm cho chị phải lên chương trình không? Hả? Hôm nay chị muốn bày tỏ bản thân chị hay là chị có muốn nêu tên cái anh mà làm cho chị phải lên chương trình nè? Là gì cũng để ý lâu rồi đó, nhưng mà mình chưa thấy cái người hợp cho mình, biết không? Ham giàu đâu, già cấp 4 cũng được nữa. Mà thấy cái anh mà hôm nói chuyện nó cũng vui tính, chị cũng vui tính, chị cũng hay thương người lắm, cũng hay giúp đỡ người dữ lắm, rồi cuối cùng là cũng người ta cũng phản mình à, mà thôi kệ, ở đời mà mình đâu phải giờ người đó là tạ ơn cho mình đâu. Chị có thể nêu tên cái anh đó ra được không? Cái anh mà nói mà cần 63 tới 65 tuổi á, là anh đó tên gì? Anh gì ta để nhớ quên tên này. Anh gì mới hồi tối chị mới coi em mà anh ở giờ mà làm móng tay đó, móng tay móng chân đó, làm nail đó, hiểu không? Phong đúng anh không? nói anh nói anh nói cần 6 mấy tuổi bằng tuổi anh 65 tuổi đúng rồi Anh Phong. mà, hả? Anh Phong. À, Anh anh gì đó, Anh anh Phong Phong Diệt hả? Kiều Mỹ, anh Phong Diệt Kiều Mỹ đúng không? À đúng rồi, đúng rồi. Ý là Anh chị cũng nghe là không có cái già cấp 4 đó, trong đó cái già cấp 4 được rồi, không có cần già lầu xe hơi, già cấp 4 cũng đủ nhà cấp 4 xong luôn rồi ha. rồi. Ừ, cấp 4 là được Ngoài rồi, có cái già rồi. ngoài cái căn nhà cấp 4 ảnh còn 5 công sầu riêng nữa. Sầu riêng chị không quan tâm của ai đó, thì của anh nó có con, anh nó giao cho con, anh nó giao cho ai đó là chị không có quan tâm tới cái vụ sầu riêng đâu. Chỉ có cần giờ sống vợ chồng để lo nhau thôi. Còn sầu riêng à, anh nó cho con cái hay là cho bà con anh em dục thì tiếp đó thì anh nó cho. Chị không quan tâm tới cái vụ sầu riêng rồi, của cải của anh cũng không nói. Bây giờ giờ chị có cái gì thì về sống với nhau thì vợ với chồng cũng chung. Thì lo với nhau đau ốm gì này thôi. Giờ ai mạnh được làm cái gì được thì làm. Vậy. Chứ ví dụ giờ anh ấy làm được thì anh ấy làm, chị làm được thì chị làm, vậy đó. Bây giờ anh làm không được thì chị làm, chị nuôi đó. Còn khi chị bệnh thì anh ấy lo cho chị vậy đó, chị chỉ có cầu mong vậy đó. Còn nghe cái già cấp 4 là đồng ý rồi đó, thích cái già cấp 4 chứ không thích về kia đâu. Rồi ngoài anh đó ra, thí dụ như ảnh không đồng ý kết nối với chị rồi chị có mở rộng ra để các anh khác đến với cuộc đời chị không? Thì cũng được thôi chứ có sao, bây giờ người ta không có đồng ý mình á thì mình cũng chịu thôi. Nhưng mà coi mình thấy là cái anh đó anh hợp với tính tình vui vẻ á, thì chị thích thích là cái tính tình đó. Bây giờ gì đi về làm về thấy giờ mở nụ cười cười là thấy mát rồi rồi, chứ đừng có đi về cái mặt đồ quầu đông thôi á, làm
làm gì mà bà mệt mà thấy chồng kiểu đó là cần mệt thêm. Mà chị hay cười lắm, tính chị cũng ở đây hay cười lắm, nói chung cười suốt à. Ý em nói là bây giờ mình bỏ qua cái anh không đó đi. Nếu À, mà các anh khác muốn kết nối với chị có đồng ý không? đồng ý, cũng đồng ý, đâu có phải mình đòi hỏi cái người đó là được, người đó là không đâu, hiểu không? Nhưng người nào cũng được. Là những người nào cũng được mà chị cần độ tuổi từ khoảng bao nhiêu? Bằng bằng tuổi chị, lớn tuổi hơn cũng được, lớn hơn 5-10 tuổi cũng được, không cần đến về miễn sao thương vợ là biết được rồi thôi, đừng có rượu chè là được rồi, Có nghĩa là hiểu bằng không? bằng tuổi chị từ 63 Lớn đổ lên hơn, chị 63 đúng là trở lên hoặc bằng tuổi cũng được, chứ đừng có võ ha. võ thấy kỳ lắm. Mà anh đó 70 không cũng được nữa. có nhà, anh đó không có nhà cũng được. À, không có già đây, không có đồng ý có về ở đây vậy được thì cũng ở, bởi vì anh đang già đây thì nói chung nhờ thì xây mỗi đứa mỗi phòng hết, chị cũng có một phòng Mà nghèo xây cũng được. xây nghèo cũng được, không cần đề, không chị nói là không quan tâm giàu nghèo, mà miễn sao biết thương yêu vợ, chị có cầu mong mà khi chị bệnh nằm xuống lo chị là được rồi, cầu mong chuyện đó rồi. Các con chị không có lo được cho chị hả? Nó có vợ có chồng ấy đó, vừa rồi chị nằm chị đau, nằm một mình nằm trong phòng khóc đúng một tháng trời, Không đứa nào về thăm chị luôn hả? nó mắc việc hết rồi em ơi. Mình ơi Hoàng ơi, không có về được, nó chỉ có điện thoại thôi, chứ nó cũng mắc làm rồi, người ta đâu có cho nó nghỉ đâu, nhưng mà nói chung đau thì cũng bệnh nặng, cho nặng thì nó cũng về nó lo. Nhưng mà ví dụ bệnh thường thường đó, ví dụ có chồng bên thì ví dụ đi mua mình riêng thuốc để nấu cho mình bánh cháo ăn vậy là được rồi, là cũng hạnh phúc rồi, mình khỏi tủi thân biết không. Vừa rồi chị cũng lấy cái ông đó đó, chị đau ông còn nói xin lỗi nha, để chị nằm cái ghế tới sáng nằm ngoài ngoài ghế nhà, ông không kêu không có hỏi không có nói gì hết. Mà 8 năm trời này là ông bệnh, là bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 115, 175 là bệnh viện An Phước, bệnh viện Bến Thiết, bệnh viện Đồng Nai, nói chung cái bệnh viện nào chị cũng nào đi sạch hết rồi đó. Mà nuôi ông đến bây giờ ở đây ai biết, mà nói tới tên nghĩa này ai cũng biết hết, mà chị đau ông không coi cho chị buồn quá, chị làm đơn đó, làm đơn lên tòa, sống về sống gì nữa, cho nên chị mới làm đơn lên, đơn lên tòa có ông, mà tòa kêu lên có ông mà cũng nói với tòa vậy, ông ở 72 tuổi á, chị lấy cái ông đó là 72 tuổi. Sao chuyến này rút kinh nghiệm lại lấy vừa vừa thôi, lấy trao tuổi quá cũng vất vả Cũng lắm có ý là chị không cần, không phải nói điều con cái ông này, ông sống ông không có lương tâm biết đâu, chứ còn bây giờ lớn tuổi cũng được mà sống, chị không có cần nói ở đòi hỏi trẻ, nhưng mà dù cần tuổi bằng chị hoặc lớn hơn vài ba tuổi có thì được, thì tốt, nó ý là vậy hiểu không, chị. thì cỡ trung trung bình đó là được rồi, chứ còn nhỏ quá thì nó cũng kỳ lắm, đi ra xã hội người ta nói biết không, à bằng tuổi hoặc lớn lên tuổi 5 tuổi 7 tuổi gì cũng được. Miễn sao là biết thương yêu chị, chăm sóc cho chị, rồi không có rượu chè, không có cờ bạc là ok ha. Điểm nhất là không được, không có được cờ bạc, còn nói rượu chè thì không nói, thì bạn bè đàn ông mà làm sao hỏi được đúng không, đừng có bê bết được thôi, chứ ví dụ lâu lâu bạn bè tới già nhậu nhạt chị cũng chấp nhận, Rồi, cũng hiểu nấu rồi. ra mồi ra cho người ta dậu bạn bè, chứ làm sao không có bạn bè được. Hoàng ơi, phải có bạn bè chứ đúng không. Vậy là cái tiêu chí của chị đưa ra nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là quá thoáng, dễ cho các anh quá ha. Các anh độ tuổi từ 63 đến 66. Các anh Nói nào chung mà đi là 64 đổ lên, 64 65 đổ lên. 64 65 đổ lên luôn hả? À đúng rồi, thì chị là 60 mấy rồi thì phải lấy người lớn tuổi hơn chứ. Tới nhiêu chị, tới bao nhiêu, tới 70 hay là vượt hơn 70 nữa? 70 70 đổ lại. À, các Sống anh có những phút các anh nằm trong độ tuổi và nằm trong cái tiêu chí của chị Thúy đưa ra, các anh thấy hợp với cuộc sống của mình thì hãy nhanh tay lên gọi đến số chương trình
chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có cái cuộc gặp gỡ giao lưu tìm hiểu với nhau. Các anh hãy nhanh tay lên, đây là một chị, một người chị ở Bình Thạnh đưa ra một cái tiêu chí đó hết sức là đơn sơ, hết sức là dễ dàng, không cần giàu nghèo, không cần nhà cũng được, có nhà cũng được, mà không có nhà thì về nhà chị ở cũng được, miễn sao sạch sẽ, không cờ bạc, biết thương yêu chị, chăm sóc cho chị là ok. Rồi bây Vậy giờ chị có cái lời nào gửi đến cho các anh, để các anh khi xem được cái video của chị là các anh sẽ kết nối nhanh hơn. ý là giờ em cũng xin lên cộng đồng mạng ai mà hoàn cảnh giống như em vậy, ví dụ một thì vợ chết hay là mà ly dị vợ gì đó thì làm quen em để cho mình còn quãng đời còn lại để chăm sóc với nhau. Đó, còn em không cần giàu nghèo gì, hai bàn tay trắng mình làm lên chứ giờ mình cũng chẳng giờ ai, hẳn vậy luôn. Cho nên anh nào mà cảm thấy mến tính tình của Thúy thì cứ kết nối với Minh Hoàng đó, rồi mình cũng trò chuyện tâm sự, nếu mà được cái thì mình tới với nhau, mà không được cái thì bạn bè anh em vậy thôi. Chị cũng hay vô tín là cũng hay đi hát ok, cũng ham vui. Hát thì không có hay nhưng mà cũng ham vui. Hôm nay muốn đóng góp với chương trình một đoạn ca khúc nào không? Run quá hát không được đâu. Không được đâu hả? Nó rung Rồi. Chương trình ghi nhận sự chia sẻ trải lòng nãy giờ của chị Thúy ha. Minh Hoàng cũng chân thành cảm ơn chị đã dành thời gian quý báu để chị em mình có một cái buổi ngồi trò chuyện hết sức thú vị. Minh Hoàng cũng chúc cho chị Thúy gặp nhiều may mắn trên cái con đường tìm lại nửa mảnh ghép thật sự yêu thương chị ở cái quãng đời còn lại chị Thúy ha. Bây giờ chị chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc video ha. Em xin chào Minh Hoàng á, xin chào khán giả, xin chào. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào chị Thúy ha. Dạ, dạ Minh Hoàng á.